Thu Trang vui mừng chào đón quý vị đến với bản tin của kênh Thời sự 365. Chúc quý vị có những phút giây tuyệt vời khi đồng hành cùng với chúng tôi. Trong 24 giờ qua, có rất nhiều tin tức thú vị diễn ra trong ngày. Hãy cập nhật cùng chúng tôi qua phần điểm tin chính sau đây. Hà Nội, Omicron tàng hình ở 20 trên 30 quận huyện, chiếm 87% tổng số mẫu phát hiện biến thể Omicron. F0 có xu hướng tăng trong trường học, phụ huynh lo lắng, giáo viên khổ sở. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cần điều chỉnh hướng dẫn cách ly y tế F1, F0. Cảnh vắng vẻ bất thường ở nơi F0 từng rồng rắn xếp hàng xin giấy xác nhận. Bắt xe ô tô chở lực lượng lớn kit test nhanh COVID-19 không được phép lưu hành. Hà Nội, Omicron tàng hình ở 20 trên 30 quận huyện, chiếm 87% tổng số mẫu phát hiện biến thể Omicron. Thưa quý vị, theo báo cáo của thành phố Hà Nội, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện, thị xã. Trong đó, biến thể phụ BA.2 còn được gọi là Omicron tàng hình, chiếm 87% tổng số các mẫu phát hiện biến thể Omicron, biến thể phụ BA.2 của chủng Omicron. Có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA.1 và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine, hiện tại hơn biến thể gốc BA.1 khoảng 30%. Biến thể BA.2 đang lây lan trên 82 quốc gia, khi mắc BA.1 vẫn có khả năng tái nhiễm BA.2 ở phần lớn những người trẻ tuổi chưa được tiêm chủng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, biến thể Omicron chiếm tới 76% số mẫu có kết quả giải trình tự gen. Tuy nhiên, do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao, nên tỷ lệ tử vong mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu. Ngày 1 tháng 2 là 0,9% và ngày 3 tháng 3 là 0,1%. Đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 2,5 triệu người đã khỏi bệnh và hơn 40.600 ca tử vong. Phân bố tỷ lệ nhiễm theo độ tuổi trong tháng 2 so với tháng 1, nhóm 18 đến 49 tuổi chiếm 54,3%, tăng 2,5 lần so với tháng trước. Nhóm 50 đến 65 tuổi chiếm 10,8%, tăng 2,2 lần so với tháng trước. Nhóm trên 65 tuổi chiếm 4,5%, tăng 2 lần so với tháng trước. Bộ Y tế thông tin, đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tuy vậy, số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong tháng qua, với khoảng 50.000 đến 75.000 ca mỗi ngày, ngày cao nhất là hơn 125.000 ca. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine, nhất là nhóm dưới 12 tuổi. Tháng 1 năm 2022 là 18,4% và tháng 2 là 24,3%. Số trường hợp nặng nguy kịch tăng 37,6% so với tháng trước. Số tử vong là trên dưới 100 ca mỗi ngày, hiện vẫn trong khả năng đáp ứng của hệ thống y tế. Kể từ khi triển khai thí điểm mở lại các đường bay quốc tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 800.000 ca mắc, trong đó hơn 500.000 ca cộng đồng. Bộ Y tế nhận định, thời gian tới với nhu cầu đi lại vào mùa lễ hội năm 2022, mở cửa trở lại hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp, nhất là khi Việt Nam nới lỏng cách ly y tế, giảm hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên tất cả phương tiện, lực lượng khách quốc tế đi đến Việt Nam gia tăng mạnh sẽ không tránh khỏi gia tăng nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục gia tăng áp lực lên hệ thống y tế. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, số ca mắc mới tăng cao hiện nay do nhiều nguyên nhân như tốc độ lây lan của chủng Omicron gấp 5 lần chủng ban đầu và gấp 2 lần so với chủng Delta. Bên cạnh đó, Thứ trưởng nêu ra việc người dân đang có tâm lý chủ quan khiến số lượng F0 tăng cao. Về dự báo kịch bản dịch bệnh trong thời gian tới sẽ xảy ra sao, Thứ trưởng Tuyên thông tin. Trong báo cáo ngày 14 tháng 2, WHO đã nhận định thời điểm này còn quá sớm để coi COVID-19 là bệnh cúm mùa. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết biến chủng Omicron đang lây lan rất nhanh nên trong năm 2022, tình hình dịch còn diễn biến phức tạp. Các bác sĩ khuyến cáo trong tình hình gia tăng ca nhiễm COVID-19 như hiện nay, mỗi gia đình cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, vật tư thiết yếu cần có như máy đo nồng độ oxy SPO2, nhiệt kế, các loại nước nhỏ mắt, mũi, dung dịch xúc họng, nước muối sinh lý, nước xúc họng thảo dược, xúc,
xịt họng, betadine hoặc chlorhexidine. Ngoài ra cũng cần chuẩn bị các loại thuốc như thuốc hạ sốt, các loại bổ phế giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo dược, một số chống dị ứng, long đờm, giảm sưng nề, thuốc cân bằng điện giải Oreson, gói bù nước, chất điện giải khác, các loại men vi sinh, men tiêu hóa để phòng trong trường hợp người nhiễm COVID-19 có triệu chứng tiêu chảy. Trong hướng dẫn điều trị F0 tại nhà, Bộ Y tế lưu ý người mắc COVID-19 nên nghỉ ngơi, vận động thể lực nhẹ, phù hợp với tình trạng sức khỏe, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày, uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát mới uống nước, không bỏ bữa, tăng cường dinh dưỡng, ăn đầy đủ chất, trái cây, uống nước hoa quả và suy nghĩ tích cực, duy trì tâm lý thoải mái. Bộ Y tế lưu ý không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. F0 có xu hướng tăng trong trường học, phụ huynh lo lắng, giáo viên khổ sở. Thưa quý vị, trước tình trạng học sinh nhiễm COVID-19 gia tăng, một số người quay đầu muốn con em mình tiếp tục học trực tuyến, trong khi số khác vẫn kiên trì muốn con học trực tiếp để đảm bảo chất lượng. Do đó, các trường học và giáo viên đang trong tình trạng ở hai bến nước. Sau Tết Nguyên đán 2022, số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương có xu hướng gia tăng, trong đó nhiều cơ sở giáo dục phát hiện trường hợp giáo viên, học sinh mắc COVID-19. Mặc dù ca mắc COVID-19 ở địa phương này tăng, nhưng theo đánh giá của ngành chức năng thì tỷ lệ tăng ở mức thấp. Tính từ sau Tết Nguyên đán đến nay, số ca F0 ở Bình Dương được phát hiện ở học sinh hơn 1.700 ca, trong đó cấp tiểu học có tỷ lệ cao nhất thuộc đối tượng chưa tiêm vaccine. Tuy nhiên, ngành giáo dục Bình Dương cho biết trong số ca mắc trên có nhiều trường hợp học sinh mắc COVID-19 ở nhà và được phụ huynh thông báo về trường. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương có trên 490.000 học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh các cấp đến trường đạt gần 100%. Đến nay, các cơ sở giáo dục ở Bình Dương đã có trên 99% cán bộ giáo viên, nhân viên được tiêm mũi 3 và tất cả học sinh, học viên từ 12 tuổi trở lên được tiêm mũi 2. Trước việc F0 có xu hướng gia tăng, nhiều phụ huynh tỏ ra bất an, lo lắng cho sức khỏe con em mình. Một phụ huynh có con học trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một chia sẻ, con tôi hiện tại không sao nhưng con hàng xóm bị dương tính, họ vẫn cho đến trường. Tôi có nói để con ở nhà nhưng bố mẹ trẻ cho rằng nếu thế thì cả nhà họ sẽ bị ảnh hưởng trong khi trẻ hiện đang không có triệu chứng gì. Tôi thấy không yên tâm nên dặn con mình phải mang khẩu trang xuyên suốt để tự bảo vệ mình. Tương tự anh Đê, nhà ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương cho biết, học sinh đến trường được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, nhưng trong bối cảnh hiện nay khi hầu hết học sinh đã được tiêm vaccine, nếu phụ huynh phát hiện con dương tính mà không có triệu chứng, tiếp tục cho con đến trường thì chẳng ai biết mà tránh. Chia sẻ với báo chí về hoạt động giảng dạy hiện nay, cô Diệp Thị Ngọc Dung, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, nhà trường và giáo viên đang chịu áp lực lớn trong bối cảnh hiện nay. Theo cô Dung, do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên một số phụ huynh muốn cho con tiếp tục học trực tuyến, trong khi số khác muốn con mình học trực tiếp để đảm bảo chất lượng. Do đó, nhà trường và giáo viên chịu nhiều áp lực, vừa phải đảm bảo chuyên môn, vừa phòng chống dịch tốt, bảo vệ sức khỏe học sinh. Cô Dung cho biết thêm, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch, hàng ngày kiểm tra, theo dõi sức khỏe học sinh. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ hoặc test nhanh dương tính, lập tức phối hợp với phụ huynh để có phương án xử lý an toàn. Đại diện Ban giám hiệu một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thuận An cho hay, trước việc đảm bảo phòng chống dịch và chuyên môn, ngành giáo dục đang chịu nhiều sức ép. Hiệu trưởng một trường trung học phổ thông nói, nếu như trước đây giáo viên chỉ dạy theo giáo trình soạn sẵn thì nay phải thay đổi cách thức liên tục. Giáo viên bây giờ chẳng khác gì nhân viên y tế, họ phải làm việc đến 200% khả năng. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Nhật Hằng cho biết đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra đến trực tiếp các đơn vị, trường học để giám sát công tác phòng chống dịch. Sau các đợt kiểm tra, Sở Giáo dục Đào tạo nhận thấy các đơn vị, trường học thực hiện tốt phương án xử lý F0, F1 là học sinh. Thực hiện tốt các nội dung được hướng dẫn tại sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Nhật Hằng, ngành giáo dục đào tạo tỉnh này đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp chủ động ứng phó, phòng ngừa từ xa, từ sớm như thành lập tổ phòng chống COVID-19, tổ chức test nhanh hàng tuần cho học sinh, đề ra các phương án phối hợp ngành y tế xử lý khi có F0 trong trường học, phương án cách ly F0, F1 cũng như triển khai các kế hoạch tổ chức dạy trực tuyến, dạy học trên truyền hình cho học sinh khi cách ly tại nhà.
lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương nhận định, các cơ sở giáo dục trên địa bàn vẫn đang kiểm soát tốt tình hình và tiếp tục tổ chức cho học sinh học trực tiếp. Các đơn vị linh hoạt trong tổ chức phương án dạy học, sắp xếp thời khóa biểu và nỗ lực duy trì việc học trực tiếp, không làm gián đoạn quá trình học tập của học sinh. Nhận định số ca F0 trong ngày có thể sẽ còn tăng, tiến sĩ Hằng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của cha mẹ học sinh, của cộng đồng trong việc tuyên truyền, giáo dục con em thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cần điều chỉnh hướng dẫn cách ly y tế F1, F0. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 3, tại phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, thời gian qua tỷ lệ nhiễm tăng cao nhưng số ca nặng rất thấp là do Việt Nam thực hiện rất tốt chiến dịch tiêm chủng vaccine với tỷ lệ lên tới 98-99%. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc người dân tuân thủ đầy đủ việc thực hiện 5K, nhất là đeo khẩu trang, đã góp phần kiểm soát hiệu quả việc không để tăng số ca bệnh chuyển nặng bằng cách theo dõi chặt chẽ nhóm nguy cơ cao ngay từ cơ sở. Đáng chú ý, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, cần điều chỉnh các hướng dẫn chuyên môn về phòng chống dịch như đánh giá cấp độ dịch, cách ly y tế F1, F0, cấp phát thuốc điều trị. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng tỷ lệ tử vong có thể thấp hơn do không thống kê hết số ca mắc. Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết, số ca mắc tăng rất cao ở nhiều nước, nhưng nhiều nước vẫn có quyết tâm rất cao trong việc mở cửa trở lại như Hàn Quốc, Mỹ. Tán đồng ý kiến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng đề nghị củng cố năng lực điều trị tại cơ sở, tháo gỡ thủ tục, hướng dẫn đối với cách ly F1, xác nhận F0, tăng cường phân luồng các tầng điều trị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức thông tin, số ca mắc gần đây trên địa bàn thành phố đã lên đến 3.000 ca mỗi ngày, tuy nhiên số lượng ca nặng, rất nặng, hầu như không thay đổi, 50 ca. Thống kê những trường hợp trở nặng, tử vong gần đây thì 97,98% là chưa tiêm. Việc mở cửa lại trường học đã xuất hiện tình trạng trẻ nhiễm ở trường học và lây cho người trong gia đình. Đến nay khoảng 2,3 trẻ bị nhiễm và 0,08% có triệu chứng nặng, chủ yếu là sốt cao và hết sau 2-3 ngày. Đến nay chưa có trường hợp trẻ tử vong. Theo ông Dương Anh Đức, thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt cao điểm bảo vệ người nguy cơ cao, người cao tuổi, trẻ chưa được tiêm vaccine, đẩy mạnh tiêm vét vaccine, kiên trì thực hiện dạy học trực tiếp, kết hợp học trực tuyến, đảm bảo an toàn phòng dịch trong trường học. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu có các đánh giá quy định để hạn chế ảnh hưởng của biến thể Omicron đến hoạt động phục hồi kinh tế xã hội, hướng dẫn người mua, sử dụng thuốc điều trị an toàn kịp thời. Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, các phụ huynh đồng tình cao cho con em trở lại trường học trực tiếp và đến giờ này việc mở cửa trường học cơ bản là an toàn, hầu hết các cháu nhiễm bệnh đều không có triệu chứng nặng. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Khánh Hòa cùng cho biết, địa phương đã sẵn sàng chuẩn bị mở lại tất cả các hoạt động sinh hoạt đời sống, trong đó có mở lại hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tự tin cho biết qua việc triển khai các hoạt động thí điểm đón khách quốc tế, tỉnh đã có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức lưu trú, các tuyến điểm phục vụ du khách quốc tế, từ đó chuẩn bị để mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch và các hoạt động đời sống khác. Cảnh vắng vẻ bất thường ở nơi F0 từng rồng rắn xếp hàng chờ xin giấy xác nhận. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, thành phố Hà Nội luôn trong tình trạng báo động với số ca mắc COVID-19 liên tục lập đỉnh. Đơn cử như trong ngày 4 tháng 3, Hà Nội ghi nhận 21.396 ca bệnh. Ngoài việc số ca mắc liên tục gia tăng, thì trong những ngày qua, số lượng F0 đổ dồn đến các trạm y tế phường, xã để xin giấy xác nhận F0, giấy chứng nhận khỏi bệnh cũng trở thành một bài toán đau đầu đối với lãnh đạo các phường, xã ở thủ đô, làm tăng khả năng lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Được biết đến là một trong những phường có số dân đông nhất tại Hà Nội với hơn 90.000 nhân khẩu, hiện nay tình trạng dịch COVID-19 tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đang khá phức tạp khi số ca mắc này tăng cao, hơn 10.000 ca F0 tính từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 tới nay. Cách đây hơn một tuần, trạm y tế phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai rơi vào tình trạng người dân ùn ùn xếp hàng để xét nghiệm và xin giấy xác nhận mắc COVID-19.
Thế nhưng tới nay, sáng mùng 5 tháng 3, ghi nhận của báo chí, cảnh tượng đông đúc này đã không còn, thay vào đó là cảnh vắng vẻ. Nhân viên y tế tại phường cũng đỡ vất vả hơn so với những ngày cao điểm trước đó. Bà Nguyễn Thị Yến, trạm phó trạm y tế phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai cho biết, do nhân lực mỏng, cả trạm y tế phường chỉ có 11 cán bộ, nhân viên, trong đó trạm chỉ có một người là dược sĩ, nên những ngày cao điểm vừa qua, trạm y tế phường Hoàng Liệt đã phải gồng mình phục vụ công tác chống dịch và hoàn thành các thủ tục cấp giấy cho người dân trên địa bàn. Bà Yến nói cả trạm chỉ có 11 người là cán bộ nhân viên y tế, thế nhưng chúng tôi đã có tới 5 người đang là F0. Trong những ngày dịch căng thẳng nhất, chúng tôi đã phải vận động động viên anh em mặc dù đang mắc COVID-19 nhưng vẫn ở lại trạm để làm việc bởi công việc tại đây luôn trong tình trạng quá tải. Cũng theo bà Yến, mặc dù các nhân viên y tế bị F0 có thể được nghỉ 7 ngày để chữa trị, song khi được động viên, họ vẫn xung phong ở lại trạm để tiếp tục hoàn thành công việc. Đây là một trong những điều đáng quý của các y bác sĩ cần được ghi nhận. Theo lãnh đạo trạm y tế phường Hoàng Liệt, sau khi rơi vào tình trạng quá tải F0 tới xin cấp các loại giấy chứng nhận, trạm y tế phường đã có những thay đổi tích cực và hiệu quả giúp giảm số lượng người đổ về trạm. Đến nay, tình trạng ùn ứ này đã chấm dứt. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, trạm y tế phường Hoàng Liệt đã thành lập nhóm nhỏ để hỗ trợ cho các trường hợp F0. Cụ thể, tại trạm y tế phường Hoàng Liệt sẽ chỉ trả giấy chứng nhận đã khỏi bệnh cho các F0 hoặc giấy chứng nhận cho người đang là F0, quyết định kết thúc cách ly cho F0. Khi những trường hợp này đã được tổ dân phố lập danh sách gửi lên trước đó, tổ dân phố đó sẽ cử một người đại diện ra trạm y tế lấy về phát cho các F0. Ngoài ra, phường Hoàng Liệt còn lập một điểm tại nhà văn hóa khu dân cư Linh Đàm để tiếp nhận thông tin các F0 mới. Tại đây, khi người dân không làm được test nhanh thì trạm y tế mới thực hiện, còn tất cả các công dân sẽ tự làm test nhanh tại nhà rồi gửi kết quả cho tổ trưởng tổ dân phố, có thể qua hình thức gửi trực tiếp hoặc chụp ảnh, quay video rồi gửi qua Zalo. Ngoài hai điểm kể trên, phường Hoàng Liệt còn lập thêm một điểm khác ở tòa HH4C, chung cư Linh Đàm. Đây sẽ là nơi trả tất cả các thủ tục hành chính cho công dân sinh sống tại tòa HH4C. Lãnh đạo trạm y tế phường Hoàng Liệt chia sẻ thêm, sau khi áp dụng phương pháp làm việc theo nhóm và cấp các thủ tục một cách gián tiếp cho các F0, tới nay trạm y tế phường Hoàng Liệt đã không còn cảnh người dân phải đứng xếp hàng để chờ test nhanh, phải chờ đợi để làm các thủ tục chứng nhận F0, chứng nhận khỏi bệnh. Đây là một cách làm hiệu quả của phường để tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong cộng đồng và giảm áp lực cho cán bộ, nhân viên y tế tại trạm. Có mặt tại trạm y tế phường Hoàng Liệt từ sáng sớm mùng 5 tháng 3, ông Phạm Thanh Hải ở bán đảo Linh Đàm cho biết, sáng nay ông tới trạm y tế phường để lấy giấy chứng nhận khỏi bệnh, chuẩn bị đi làm trở lại. Ông Hải chia sẻ, mặc dù theo kế hoạch thì tổ trưởng tổ dân phố sẽ lấy giấy hộ tôi, nhưng do công việc đang cần gấp nên tôi chủ động đi lấy cho nhanh. Trước đây khi người dân phải tự ra làm xét nghiệm rồi chờ đợi thì cũng phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới lấy được. Nay tôi ra đây chỉ mất khoảng 5 phút là đã có giấy chứng nhận trong tay. Còn chị Lê Huyền Trang ở chung cư Linh Đàm cho biết, do bác tổ trưởng tổ dân phố hiện cũng đang bị F0 nên hôm nay chị phải tự ra để lấy thuốc điều trị F0 cho bản thân. Chị Trang nói cách đây hơn một tuần, khi gia đình tôi có người mắc F0, tôi và các thành viên trong gia đình phải rất vất vả mới có thể xin được giấy xác nhận là F0. Trước đó, thủ tục lằng nhằng, người dân phải tới trạm y tế, mang theo kit xét nghiệm nhanh và đợi nhân viên y tế lấy mẫu. Tuy nhiên, khi phường thay đổi việc cấp giấy chứng nhận cho các F0 thì việc này trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Khi người dân không phải xếp hàng chờ đợi thì cũng tránh được nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Tham gia công việc tình nguyện tại trạm y tế phường Hoàng Liệt đã được 2 tuần. Bạn Nguyễn Thế Minh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, hiểu rõ được những vất vả mà tuyến đầu tại trạm y tế phải trải qua. Minh cho biết, cách đây hơn một tuần, lực lượng dồn về trạm y tế rất đông khiến áp lực công việc tăng cao. Hầu như chúng tôi cứ liên tục luôn tay, luôn chân, làm việc không ngừng nghỉ. Do lượng người đổ về để xét nghiệm quá đông nên nhiều lúc trạm y tế bị quá tải. Các F0, F1 lẫn lộn làm tăng khả năng lây nhiễm chéo. Từ khi phường thay đổi phương thức cấp giấy xác nhận cho F0 thì công việc của chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn. Bắt xe ô tô chở lượng lớn kit test nhanh COVID-19 không được phép lưu hành.
Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 3, tin từ Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa phát hiện và bắt quả tang một xe ô tô đang vận chuyển số lượng lớn kit test nhanh COVID-19 chưa được cấp phép lưu hành. Theo đó, vào khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 3, tại km 380, đoạn qua địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương tiến hành dừng kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 75H00607 do tài xế Mai Thanh Đạt, trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 6 thùng kit test nhanh COVID-19 với số lượng 3.600 bộ do nước ngoài sản xuất. Trong đó có 1.700 test antigen test kit colloidal gold mohelo và 1.900 test antigen test tester Dasan and Saliva Kika Tasia Labs. Số kit test nhanh này đều không có nhãn phụ tiếng Việt, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Tại cơ quan chức năng, tài xế Đạt chưa xuất trình được hóa đơn, giấy tờ hợp lệ về số hàng trên. Đồng thời, Đạt khai nhận vận chuyển số hàng hóa này từ tỉnh Quảng Trị đi Hà Nội tiêu thụ. Hiện Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương đã bàn giao toàn bộ số hàng hóa trên cho đội quản lý thị trường số 9 Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa và đội 3 PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định.